bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cái lý thuyết quan trọng nhất của cái bài hôm nay, đó là lý thuyết hợp âm. Hợp âm là sự vang lên của nhiều nốt nhạc cùng lúc theo quy tắc hợp âm, thì lần trước bạn Lộc đã chia sẻ với các bạn rồi, đã nói về cái này rồi. Thì cái các bạn học trong cái bài này quan trọng nhất là cái gì? Đó là chính là cái ký hiệu hợp âm. Ký hiệu âm thì ký hiệu hợp âm thì lấy ra từ ký hiệu của nốt nhạc, nó tương ứng với ký hiệu của nốt nhạc. Chúng ta có 7 nốt nhạc là đồ, re, mi, fa, sol, la, si, đúng không? Rồi quay lại đô, ta có 7 nốt nhạc đồ, re, mi, fa, sol, la, si. Thì các bạn sẽ hỏi Lộc là tại sao đô lại ký hiệu là C, D ký hiệu là D, mi ký hiệu là E, F fa ký hiệu là F và son ký hiệu là G, la ký hiệu là A, si ký hiệu là B. Các bạn sẽ hỏi Lộc tại sao nó ký hiệu thế, thì Lộc không biết trả lời làm sao, chỉ biết là nó ký hiệu như thế và Lộc học được như thế và Lộc chia sẻ lại các bạn như thế thôi. Thì nói thẳng ra nó có 7 nốt nhạc và nó có 7 chữ cái A, nó có 7 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, nó chỉ có đến thế thôi, đúng không? Nếu như ta lấy la ở đầu tiên thì cũng như là A, B, C, D, E, F, G, ta sẽ nhớ nhờ như vậy. Âm nhạc thực ra nó là một loại ngôn ngữ, nó là một loại ngôn ngữ khác, và loại ngôn ngữ này bao gồm 7 chữ cái. Đấy là cách mà người ta gọi như vậy, A, B, C, D, E, F, G, đúng không? Thì ký hiệu hợp âm sẽ tương ứng với ký hiệu của 7 nốt nhạc, ta sẽ có như vậy. Các bạn nhớ cho Lộc nhé. Thì các bạn sẽ xây dựng được cái ký hiệu hợp âm trên thực tế. Ký hiệu hợp âm thì chúng ta sẽ có hai ký hiệu chủ yếu, chủ chốt, hai ký hiệu đặc biệt, đó chính là hai ký hiệu quan trọng nhất, đó chính là ký hiệu của hợp âm trưởng và hợp âm thứ. Hợp âm trưởng thì ký hiệu bằng một chữ cái viết hoa, nhưng hợp âm thứ sẽ có một chữ cái viết hoa đi kèm với một chữ m nhỏ viết thường. Nhớ, hợp âm trưởng được ký hiệu bằng một chữ cái viết hoa, chỉ có một cái chữ cái viết hoa thôi, nhưng trường hợp thứ thì thêm theo cái chữ cái viết hoa đó một chữ m viết thường nha. Các bạn sẽ thấy là chữ c, đúng không, hoặc là chữ a m, thì các bạn sẽ thấy là hợp âm trưởng là đô trưởng, đô trưởng, đúng không? Thì hợp âm thì các bạn sẽ thấy hợp âm trưởng là đô trưởng thì nó sẽ viết tắt là chữ c, đúng không, viết tắt là chữ c không thôi. Thì hợp âm thứ thì nó, ví dụ đây ta lấy là la thứ, chữ a là la, đúng không? Các bạn sẽ nhớ chữ a là la này, chữ a là la thì tôi lấy là la thứ, đúng không? La thứ thì là a m, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi lấy đô thứ thì sao, lấy đô thứ tôi sẽ viết là c m thôi, đúng không? Thì nó sẽ tra cho bạn là c m. Đấy, các bạn sẽ thấy là đây là cm này, đọc xuất ra này. Cm là đô thứ, đúng chưa? Nhìn cm đô thứ chưa? Đây là cách bấm của người ta vẽ trên, người ta chụp ảnh, người ta đăng lên, các bạn thấy chưa? Đây là cm. Đơn giản không? Các bạn thấy đơn giản không? Nếu ta muốn viết d trưởng, người ta viết là chữ d viết không thôi, thế là có d trưởng, đúng không? Tương tự có mi trưởng, fa trưởng, son trưởng, la trưởng, si trưởng, đúng không? Rồi lại về đô trưởng. Đấy, như vậy. Nhưng mà ta thêm vào chữ m và sau 7 cái thằng này, chữ m sau 7 sẽ có đô thứ, dê thứ, mi thứ, đúng không, pha thứ, la thứ, son thứ, la thứ và si thứ, đúng không, rồi đô thứ. Nếu ta thêm chữ m nhỏ vào đằng sau như thằng này, đúng không, thì các bạn cứ nhớ vậy, nó dễ mà, quá dễ, đúng không? Thì bây giờ ta sẽ học sang cái bài này. Ở đây thì Lộc đã lấy một cái ảnh ở trên mạng, thì nó gồm là cách đọc biểu đồ hợp âm. Và không biết là nó không biết là Lộc lấy cái ảnh này từ cái trang nào, nhưng mà cứ xin phép cái người soạn ra cái này và xin cảm ơn cái người soạn ra cái này. Thì cách đọc biểu đồ hợp âm này nó sẽ đi cho cả thế giới, cái mà bạn học được bây giờ sẽ đúng cho đến mãi tương lai, những gì bạn học ngày hôm nay sẽ còn tồn tại cho đến khi bạn chết, và nó sẽ theo bạn cả cuộc đời, và nó đúng với toàn nhân loại. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái biểu đồ hợp âm này người ta đã xây dựng rồi, và nếu như ai làm chủ nhân của cái bức ảnh này thì Lộc xin cảm ơn cho cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Cái bức ảnh này thì Lộc chỉ lấy và chia sẻ với các bạn thôi. Thì cách đọc biểu đồ hợp âm này thì các bạn sẽ thấy là gồm 6 dây, mì là dề son si mí, 6 5 4 3 2 1, đúng không? Các bạn sẽ thấy là ngựa đàn hay là lực đàn ở đầu ấy, rồi là cái ngăn đàn đầu tiên nó sẽ tạo ra phím đàn, nó sẽ tạo ra ô đàn đầu tiên, ô đàn thứ hai, ô đàn thứ ba, ô đàn thứ tư, đúng không? Cái này Lộc đã chia sẻ với bạn trong bài trước rồi. Thì ngón tay trỏ của tay trái sẽ là số ngăn, ngón tay số 1, ngón tay giữa là số 2, ngón tay này là số 3, áp út là số 3, út là số 4. Các bạn sẽ thấy là đô trưởng sẽ dùng 3 ngón thôi, 1, 2 và 3. Đấy, các bạn sẽ thấy là 1 vào ngăn thứ nhất của dây thứ mấy? Của dây thứ 2, là dây C, đúng không? Tương tự như vậy, ta sẽ dùng ngón 2 vào dây thứ 4, đúng không? Và dây thứ 4 của ngăn 2.
ngón đặt ngón hai vào dây tư của ngón hai, và ngón ba và đặt vào dây thứ năm của ngón ba, đúng không? Ngón ba nó rất là dễ như vậy, nó rất là dễ như vậy, không có gì quá khó cả. Và đầu tiên là các bạn nắm bắt được cái điều này. Và hai cái dây không bấm thì gọi là dây buông ở không, vị trí không, đúng không? Gọi là dây buông. Tương tự như vậy, chúng ta có đôi trưởng, đúng không? Đây là đôi trưởng. Cách đọc biểu đồ âm này Lộc đã đây là còn Lộc review lại thôi. Thấy cái ảnh này quá là tuyệt vời, Lộc muốn chia sẻ các bạn xem. Còn Lộc đã chia sẻ các bạn những cái này trong bài trước rồi. Thì hôm nay Lộc sẽ chia sẻ lốt cho các bạn cái chùm hợp âm đôi trưởng. Chùm hợp âm đôi trưởng. Đây mới là điều quan trọng, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học lốt cái 6 hợp âm này. Lần trước Lộc đã chia sẻ với các bạn với hợp âm mi thứ và la thứ rồi. Bởi vì hai cái hợp âm này nó rất dễ bấm, và nó cũng nói với các bạn là hợp âm thứ thì nó dễ nhớ. Thì hôm nay chúng ta sẽ còn 4 hợp âm nữa để học hết. Thì một chùm hợp âm thì phải gồm 7 hợp âm mới là đúng, bởi vì nó tương ứng với 7 nốt nhạc mà, nó tương ứng với 7 hợp âm. Nhưng mà thông thường người ta chỉ dùng 6 hợp âm thôi. Thông thường là như vậy. Các loại đàn chỉ dùng 6 hợp âm thôi, hợp âm chính. Chỉ có những bài hát nào nó phải thực sự nâng cao, các người nhạc sĩ họ phải có một điểm nhấn, họ phải muốn chấm phá gì đó cho bài hát của họ thì họ mới làm đủ 7 hợp âm. Hoặc là biến thiên, biến tấu hợp âm. Sau này các bạn sẽ học nâng cao về cách xây dựng hợp âm thì các bạn sẽ hiểu được cách mà người ta xây dựng hợp âm và biến tấu hợp âm. Thì đây là chùm hợp âm đôi trưởng la thứ. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, đây là hợp âm cơ bản nhất. Đây là chùm cơ bản nhất. Thì Lộc có để cho bạn cái ký hiệu đô trưởng song song với la im, có nghĩa là đô trưởng song song với la thứ. Thì điều đó có nghĩa là chùm âm đô trưởng có cái gì, có những hợp âm gì. Thì chùm âm la thứ có y hệt như vậy. Chỉ có cái là chủ âm một thằng là thứ thì nó sẽ buồn, một thằng là trưởng nó sẽ vui, như vậy thôi. Bạn nhớ nhìn thấy 6 cái này các bạn nhớ chưa? Đọc hợp âm các bạn đọc được chưa? Đơn giản đúng không? Đôi trưởng thì ta vừa phân tích rồi đúng không? La trưởng, pha trưởng ta sẽ thấy là cái ngón trỏ này chúng ta sẽ đặt cả ba đúng không? Thì bây giờ Lộc sẽ hướng dẫn các bạn học 6 hiệu âm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đàn luôn. Ta sẽ đôi trưởng sẽ dùng 3 ngón đúng không? 1, 2, 3 đúng không? Thì ngón 1 vào ngăn thứ nhất, dây số 2. Ngón thứ 2 vào dây số 4, ngăn thứ 2. Chúng ta ngón số 4 sẽ vào dây thứ 5, ngăn thứ 3. Đấy, các bạn nhìn thấy 3 ngón chưa? Nhìn chưa? Bấm vào đúng theo cái hình các bạn nhìn thấy. Pha trưởng, ngón trỏ sẽ chặn đầy đủ cả cái ngăn số 1. Ngón thứ 2, số 2 kia, ngón thứ 2 các bạn nhìn thấy, số 2 và dây thứ 3, ngăn số 2. Và hai ngón còn lại là 3, 4 vào ngăn thứ 3 của dây thứ 4 và 5. Đấy là pha trưởng. Và ta sẽ sang son trưởng. Hợp son trưởng ta có thể giữ nguyên pha trưởng và kéo dịch lên hai ngăn. Tức là kéo dịch lên cái dấu chấm này, các bạn nhìn thấy cái dấu chấm nhỉ? Dấu chấm này. Kéo dịch lên dấu chấm này. Nó sẽ có son trưởng. Nhưng mà đánh thế này nó rất là mỏi tay và khó cho các bạn là mới tập. Vì các bạn tập pha trưởng nó rất là khó rồi, đúng không? Rất là khó rồi thì tập cái son trưởng này khó lắm. Thì các bạn sẽ thấy có một cái son trưởng khác. Các bạn sẽ thấy là ngón 1 nó sẽ vào dây số 5 ngăn thứ 2, ngón 2 dây số 6 ngăn thứ 3 và ngón vào dây số 2 và ngón thứ 3 và dây số 2 ngăn thứ 3 và cuối cùng là dây số 1 ngón thứ 4 và ngăn thứ 3. Các bạn sẽ thấy, các bạn cứ nhìn đúng cái ảnh mà các bạn bấm theo thôi. Đấy, có âm son trưởng, ta đã có đô trưởng, pha trưởng, son trưởng và ta sẽ có la thứ các bạn học trong bài trước rồi. Theo hình có dây thứ các bạn sẽ thấy là dây ngón số 1 và dây thứ nhất ngón số 1. Đó, các bạn sẽ thấy cái dây thứ này biểu diễn cách khác nhưng mà nó vẫn là như thế rồi. Số 1 nó để ở kia, có nghĩa là ngón thứ nhất. Ngón thứ nhất vào ngăn số 1, dây số 1. Dây số 1, ngăn số 1, ngón số 1. Ngón thứ hai vào dây số 3, ngăn thứ hai. Cuối cùng là ngón thứ 3 vào dây số 2, ngăn số 3. Bạn cứ nhìn theo hình các bạn ạ. Bấm ra thế này. Đấy, nhìn hình này. Đây các bạn nhìn. Nói nhiều quá thì nó khó. Đấy. Dây thứ. Đấy, cho các bạn nhìn nó. Dây thứ.
từ này. Đó cũng là mi thứ các bạn học trong bài trước rồi. Rồi, quay lại, đô trưởng. Đô trưởng. Pha trưởng. Pha trưởng. Son trưởng. Son trưởng. La thứ. La thứ. Dê thứ. Mi thứ. Mi thứ, ok chưa? Bạn thấy đơn giản, dễ mà đúng không? Thì cái thực hành của bài ngày hôm nay nó sẽ ít hơn bài hôm trước đúng không? Nhưng mà lại khó hơn rất là nhiều. Ít nhưng mà khó. Lần trước Lộc chỉ cho các bạn cái bài tập là đánh 4 nhịp. Lần trước Lộc chỉ cho các bạn đánh bài tập của nhịp 4-4 và đánh 4 phách vào 6 dây đàn và chỉ đánh xuống thôi. Lộc đang đánh son trưởng cho đánh 4 nhịp son đánh xuống. Thì nó không biết là các bạn đã đánh được hợp âm mi thứ và la thứ chưa? Nó đã được như thế này chưa? Nếu như mà chưa được các bạn phải cố gắng tập như này nhé. Thì bây giờ nó vào cái bài này sẽ dễ hơn. Thì bài này các bạn sẽ phải đánh cho mình cả 6 hợp âm này với nhịp 4-4. Thì các bạn thì Lộc muốn rằng mỗi một thì các bạn thì cái video này Lộc sẽ kết thúc ở tại nơi đây để cho các bạn có một cái lý thuyết đã vì cái video này để các bạn có cái lý thuyết đã vì cái video này nó cũng rất là dài rồi thì nó cũng muốn các bạn bị lặng về lý thuyết và các bạn có thể bỏ qua cái bài này nếu các bạn cảm thấy là lý thuyết không có cái giá trị không có ý nghĩa gì và các bạn xem luôn bài 3 để các bạn tập học điệu blue cho 6 cái hợp âm này ứng với nhịp 4-4 cho bài đầu tiên của guitar là ai cũng học điệu blue trước. Hay là kiểu blue trước nó dễ chơi, sau đó từ blue ta sẽ học sang ballad hoặc các điệu khó hơn. Thì nó sẽ dừng tại tại nơi đây để bài sau các bạn sẽ học điệu blue và áp dụng nó vào trong cái lý thuyết của cái bài này và nó sẽ mỗi ngày càng thêm lên chúng ta một cái thì mỗi ngày chúng ta sẽ học thêm lên một ít thôi, đừng có vội quá. Thì đó là toàn bộ bài 2 và hẹn gặp lại các bạn trong bài tập của điệu blue tuyệt vời, hay ho và đầy gay cấn. Và hẹn gặp lại các bạn nhé.